cả nhà nha. Cảm ơn mọi người đã bấm vào xem video của em Luyến. Thì hôm nay review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Sonic Sachi và Rider. Ba dòng xe mà cũng rất là nhiều tín đồ đang đam mê luôn á. Tại vì nhiều anh chị em đang hỏi là không biết hiện tại thì giá xe đối với ba dòng xe này đang có biến đổi gì không, và đang có hỗ trợ chi ưu đãi và tri ân ra sao. Thì hiện tại trong tháng 12 và tháng 1 gần Tết này, Luyến đang có hỗ trợ tri ân cho chị em nha. Giảm ngay 5 củ một em, 5 triệu một em nha. Bao gồm là 2 triệu đồng xe lại và một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho em Luyến có số hotline 0905 299 0064 ha. Anh chị em quan tâm về dòng xe nào có liên hệ trực tiếp với Thebitis nha. Đầu tiên là về dòng xe Sachi thì hôm nay có lên cho mọi người về màu sắc là em xe màu xanh nha. Em này là màu xanh xanh ngọc, xanh này xanh xanh lục bảo nha. Em này có lên tem cho gọi là tem màu vàng và màu trắng này. Mức giá hiện tại đối với dòng xe Sachi thì nó có hai phiên bản là tư nhân và chính hãng. Chính hãng này có mức giá cho mọi người là 44.900 và tư nhân có mức giá là 47.900. Trả trước cho em Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng mà sở hữu ngay xe rồi ha. Mẫu này có lên cho cả nhà về bảng tên này, chúng một chút sau. Baga ha, những mẫu phụ kiện có giảm giá cho mọi người từ 30-80% tùy món nha. Tiếp tới là về một vài màu sắc như là màu đỏ gadi này, màu xanh xanh lục này, màu xanh xi măng, màu vàng tem trắng này. Rồi em màu tím xám đen. Thì bên Luyến có hỗ trợ là sơn độ màu theo của khách hàng nha. Trong video hôm nay mà anh chị em thấy có những màu sắc nào mà mình không ưng ý hoặc là mình có thích những màu nào khác thì có thể nhắn tin riêng cho Luyến là Luyến hỗ trợ là sơn độ màu theo của mình cho mọi người ha. Mức giá thì hỗ trợ chỉ có 44.900 đến 47.900. Liên hệ trước Luyến giảm ngay 2 triệu đồng xe lại nha. Đã áp dụng với giá ưu đãi khi nhất khi có liên hệ trước cho Luyến nha. Và trả trước chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng là sở hữu xe rồi. Thủ tục rất là đơn giản luôn, chỉ cần duy nhất căn cước công dân trên 18 tuổi là hỗ trợ được rồi ha. Tiếp tới là về dòng Rider thì hôm nay có lên cho mọi người là màu tím xám đen này, màu bạc này, màu đỏ candy. Thì về màu jean là bên Luyến đủ màu nha, nhưng hôm nay thì chủ đạo nó về những em xe màu sơn 3D nha. Mức giá của màu jean thì đang hỗ trợ cho mọi người là chỉ có 43.900, trả trước duy nhất 5 triệu đồng là sở hữu xe nha. Những khách hàng ở xa không ghé được cửa hàng thì Luyến hỗ trợ là ship xe toàn quốc cho những khách hàng mua xe tiền mặt nha. Tiếp tới là về dòng Sonic thì hôm nay cũng có lên cho cả nhà về một vài màu như là màu xanh lục bảo này, màu xanh ngọc này, xanh màu tím tím titan, rồi màu jean có màu đen nhám nha. Mức giá của Sonic hiện tại đang hỗ trợ cho mọi người chỉ có 48.900, trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đến 7 triệu là sở hữu ngay về một em xe Sonic rồi ha. Hỗ trợ là sơn độ màu theo khách hàng này. Mức giá hiện tại Luyến thấy là đang chạm đáy mức, giảm rất là nhiều rồi cả nhà, tranh thủ ha trước khi giá xe tăng trở lại, cũng như là mua cho hiện tại là có kịp biển số cả về trước lễ trước Tết này. Ngoài ra còn được hỗ trợ giảm giá tri ân này và liên hệ trước còn được giảm thêm 2 triệu đồng xe lại nha. Anh chị em đang quan tâm về mẫu xe nào cũng như là đang thắc mắc cũng như là muốn mua em xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo để Luyến báo giá chi tiết hơn cũng như là hỗ trợ tri ân cho mọi người trong các dịp lễ dịp Tết này nha. Cảm ơn mọi người.